Trước khi vào phần chính của video này, TK Shop xin phép được giới thiệu với anh em những người đam mê Kamen Rider lẫn thích mặt đẹp. Bộ sưu tập Kamen Rider Gix cực kỳ chất chơi, đỉnh nóc thật trần bay phấp phới với hai quả hung đen trắng cùng hình ảnh cực xinh xò, không ra màu bay hơi của Kamen Rider Gix. Lương chỉ may thì cực kỳ chi tiết, chất lượng phải nói là tuyệt vời. Cùng với đó là chất liệu vô ly cực kỳ bền bỉ và mát mẻ dù nắng hay mưa. Hai quả áo này sẽ luôn đồng hành cùng anh em thoải mái khi chơi thể thao hoặc đi fest. Nhân chơi gì nữa mà không nhanh tay liên hệ với TK Shop ở phần mô tả của video này. Sau đó sắm nghe cho mình hai quả áo Kamen Rider Gix cực kỳ xịn sò vào ngày tụ trường. Bí mật nhỏ là sẽ luôn câu đại cho anh em thôi còn vậy nhé. Ông Hoàng mê rủi, trái chanh trả thù, Sad Boy để đầu nổi ám ảnh kinh hoàng của DK là những cái tên mà ta sẽ nhắc đến khi đề cập đến Kamen Rider Blade. Và hôm nay TVT News Trung Minh xin phép điểm lại những hình dạng của hiệp sĩ mặt nạ bài Tây. Và video này được xây dựng và tổng hợp dựa trên những quan điểm cá nhân của TVT News Trung Minh. Nếu anh em thấy hay đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ TVT News. Tôi yêu các bạn rất nhiều. Đây cũng là cảnh báo spoiler cho anh em nào chưa xem Kamen Rider Blade. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé. Henshin. Ice form. Time up. Bằng cách sử dụng lá bài AK Chain Beetle để lắp vào Play Buckle và kéo cần Turn Up, một bức màn năng lượng có biểu tượng chất bích và Category Ace sẽ được tạo ra. Kazaki sẽ di chuyển xuyên qua bức màn này, hợp thể với Beetle on Death và trở thành Kamen Rider Blade. Ngoại hình của Kamen Rider Blade khá là công sở, với suit nền màu xanh đậm và phần giáp màu xám kim loại, cùng những chi tiết trên cơ thể được lấy cảm hứng từ bộ cánh cứng kết hợp với biểu tượng chất bích trong bài tay. Một điều thú vị là khi Kazaki trở thành on Death và xuất hiện trong hình dạng Base Form với phần mặt màu vàng nhạt, có ý kiến cho rằng đây là một dạng tiến hóa của hình thức Ace Form này, nhưng trên thực tế chỉ là phần mặt nạ của suit đã đổi màu theo thời gian mà thôi. Giống hơn các Base Form khác thì bộ giáp của Play có chỉ số khá là cân đối về tốc độ lẫn sức mạnh. Tuy nhiên khả năng thực chiến của Kamen Rider Play lại phụ thuộc vào độ tương thích và cảm xúc của người dùng. Kazaki là một người có sự tương thích rất cao với Category Ace, song anh ta cũng sở hữu một quyết tâm chiến đấu rất khác biệt. Điều này giúp sức chiến đấu của Kamen Rider Play gia tăng cách chớp nhoáng. Và như cái tên của mình thì Kamen Rider Play là một rider sử dụng kiếm thuật trong chiến đấu và vũ khí cá nhân của anh ta là thanh gươm Blade Browser, khá là sắc bén khi dễ dàng đếm liền một số phần cơ thể của các undead. Ngoài ra, Blade Browser còn có chức năng quẹt hạt giúp Blade sử dụng sức mạnh của các undead khác. Quét Slash Lizard, AK là hai bit Blade sẽ gia tăng sát thương cho đòn chém cơ bản của mình. Với Big Lion, tôi có 3 bit Blade sẽ không đi trước mà sẽ gia tăng sức mạnh cho đòn đấm tay không của mình. Tackle Bot, 4 bit Blade sẽ tung ra một cú hút để đẩy lùi đối thủ. Kick Locust, quân 5 bit giúp Blade gia tăng sức tấn công của các đòn đá. Thunder Deer là bài 6 bit Blade sẽ điều khiển sấm sét bằng Blade Browser để tấn công. Metal Trilobite 7 bit cho phép Play gia tăng sức chống chịu để phòng thủ. Magnet Buffalo 8 bit cho phép Play điều khiển tư tính tạm thời. West Jago quân 9 bit sẽ cho phép Play di chuyển siêu tốc. Và cuối cùng là quân 10 bit Time Scarab cho phép Play tạm dừng thời gian ở một khu vực nhất định. Điều thú vị là các kỹ năng trên vốn thuộc về các undead và Play chỉ tạm dùng sức mạnh này mà thôi, nhưng không hiểu sao thì điều này đã được Kamen Rider DK chuyển đổi thành các kỹ năng riêng của Play Form. Ngoài ra Kamen Rider Play có thể sử dụng được các hạt của một số rider khác như là Vlot của Chalit để bay lượn, Jinro, Gemini của Garen để phân thân và 10 tab Rimuto để giải phóng và điều khiển các undead khác. Hơn cả thế, Play từng sử dụng Goseka, sức mạnh của hậu tinh thiên sứ, và để tung ra các đòn tất sát khác nhau trong quá trình chiến đấu thì Play sẽ sử dụng các combo khác dựa trên sự liên kết hiệu ứng giữa các lá bài. Đầu tiên là Lightning Shot. Khi kết hợp Thunder Deer và Glass Lizard, Play sẽ tung ra một Rider Shot với năng lượng sấm sét. Quét liên tục Thunder Deer và Kick Locust, Kamen Rider Play sẽ tung ra một Rider Kick với năng lượng sấm sét vào đối thủ. Đòn này được gọi là Lightning Kick. Combo mạnh nhất là Lightning Sonic. Kamen Rider Play sẽ quét Thunder Deer, Kick Locus, Juggle Mark để gia tăng tốc độ cho bản thân và nhảy lên cao, rồi thực hiện một cú Rider Kick được cường hóa bởi gia tốc và sấm sét. Rider System của Play được tạo ra với mục đích phong ấn các undead. Vì thế trong nhân dạng Kamen Rider Play thì Kazaki sẽ có thể phong ấn các undead bằng cách ném các thạc trống về phía các quái vật bất tử này. Ngoài ra với những tương thích cao bất thường của mình, Kazaki Kazuma cũng từng Henshin chớp nhoáng thành Kamen Rider Lingo. Play, play. Final form Lido. Khi Kamen Rider DK hoặc TN sử dụng thể Final Form Ride Play, Kamen Rider Play sẽ được chuyển hóa và lắp ráp để trở thành một thanh kiếm với hình dạng là phiên bản khổng lồ của Blade Browser với mũi kiếm là Blade Browser. Thanh gươm này có khả năng tích điện để tung ra những nhát chém cơ bản vào đối thủ, và khi sử dụng Final Attack Ride Play, người dùng sẽ tích tụ năng lượng và tung ra một nhát chém với sức mạnh sấm sét hình trụ để thổi bay đối thủ. Chiến công của thanh gươm này chính là cho Joker Undead và Paradoxa King bay màu, song cũng one hit Kamen Rider Duki. Shrek form. Absorb Queen, Fusion Jack.
Để đạt được hình dạng này thì Kamen Rider Play sẽ đúc thẻ Razer Card Official Queen vào thiết bị đeo tay RAW Absorber, rồi quét card Fusion Jack Eagle. Thao tác này sẽ cho phép Play dung hợp với Eagle Undead aka Space Jack. Play sẽ chuyển sang hình dạng Kamen Rider Play Jack Form. Phần giáp ngực và phần mặt của Play sẽ chuyển sang màu vàng, lẫn được tăng khả năng chống chịu. Một biểu tượng hình chim ưng sẽ xuất hiện trên biểu tượng chất bích, cho thấy Kamen Rider Play đang khai thác sức mạnh từ ADN của Eagle Undead. Và cũng vì vậy, Play Jack Form được trang bị thêm đôi cánh chim ưng cho phép anh ta có thể bay lượn trên bầu trời. Play Rouser sẽ được mọc thêm một lưỡi kiếm bổ sung Diamond S, phiên bản Empower Style của Play Rouser, có độ cứng và sắc bén hơn 1,5 lần so với phiên bản cũ. Như một chú đại bàng thì Kamen Rider Play Jack Form sẽ chiến đấu trên bầu trời rồi trêu đùa đối thủ và dứt điểm kẻ thù bằng thanh gươm của anh ta. Chỉ số của Jack Form được nâng cao hơn tương đối nhiều nếu so với hình dạng cơ bản về cả tốc độ lẫn sức mạnh. Tuy nhiên, về mặt kỹ năng tất sát thì lại khá nhàm chán vì Jack Form chỉ sử dụng một đòn tất sát duy nhất là phiên bản đặc biệt của Lightning Slash. Blado sẽ quét Thunder Deer và Slash Lizard Rouser Cat vào Play Rouse, rồi bay thẳng về kẻ địch để tung ra một nhát chém sấm sét. Có một sự thật rằng, với những tương thích cao bất thường của Kenzaki Kazuma, thì Jack Form của Play cũng được xem là một hình dạng đặc biệt vì Tachibana-san đã nhận định rằng Play Jack Form đã vượt qua giới hạn của Jack Form thông thường. King Form. Sau khi lắp thẻ đầm bít Overshow Capricorn vào RAW Absorber rồi quét King Cat Evolution Caucasus, thì Kamen Rider Play sẽ truy cập vào hình dạng mạnh nhất của mình là King Form. Theo lý thuyết ban đầu của giám đốc Karasuma, thì các Kamen Rider của Boss sẽ hợp thể với Undead Category King. Tuy nhiên, Kamen Rider Play King Form lại là sự kết hợp của 13 Undead chất bít mà anh ta sở hữu. Việc dung hợp với 13 Undead này không phải là cơ chế của King Cat, mà điều kỳ diệu này diễn ra là nhờ vào sự tương thích di truyền cực kỳ cao và vô cùng đặc biệt của Kenzaki Kazuma. Lúc này, Blade đã phủ lên người một lớp giáp màu vàng kim với những chi tiết được lấy cảm hứng từ Caucasus Beetle. Cùng với đó là hình ảnh mạ vàng của các Undead xuất hiện ở phần chân, tay và vai của Kamen Rider Blade. Một tạo hình rất vương giả và cao quý. Bởi vì hợp thể với 13 Undead là điều vô cùng đặc biệt, khiến Kamen Rider Blade King Form đã trở thành Kamen Rider mạnh nhất của TV series này với chỉ số cao ngất ngưỡng. Thậm chí chúng còn được gia tăng liên tục như là thấy trên máy đo của Bot. Sức mạnh tuyệt đối này cho phép Blade áp đảo Joker Undead, Wild Kuroberos, Jetsin 14 và thậm chí là kẻ hủy diệt thế giới. Kamen Rider Play King Form có thể sử dụng được sức mạnh của 13 Undead chất bích. Điều này có nghĩa rằng Play King Form có thể tạm dừng thời gian, gia tăng sức mạnh của Rider Shad, bút lực đấm và đá, thậm chí là tăng tốc độ và lực nhảy của bản thân. Hay nói cách khác, Kamen Rider Play King Form có thể điều chỉnh được chỉ số của bản thân trong chiến đấu ở một phạm vi nhất định. Song vũ khí chính của Kamen Rider Play chính là thanh kiếm cỡ đại King Browser, cho phép Play tối ưu hóa khả năng chiến đấu bằng kiếm quen thuộc của mình bằng cách tách rời các khạc từ cơ thể và tập hợp chúng theo luật bài poker. King Roger sẽ cho phép Play King Form có thể tung ra vô số những đòn tất sát khác nhau. Như đã thể hiện trên phim, thì Play đã sử dụng hai đòn tất sát mạnh nhất của mình là thùng phá sảnh tập hợp khạc Space 2, 3, 4, 5 and 6. Play sẽ triệu tập thanh kiếm Play Browser, kết hợp hai sức mạnh từ gặp song đao của mình và tung ra một đòn Rider Shark đặc biệt Strength Plus. Với tập hợp Spiker, Ten, Shark, Queen, King, Ace, Play sẽ thực hiện đòn tất sát Royal Strength Plus với hai phiên bản khác nhau. Bản xạ chiến, Play King Form sẽ triệu tập 5 khạc và tạo ra một đòn kiếm khí xuyên qua các lá bài để thổi bay đối thủ. Ở phiên bản cận chiến, Play sẽ di chuyển xuyên qua các lá bài và chém một đòn cực mạnh để kết liễu kẻ thù. Và khi chỉ số tương thích đạt cực đại, Play King Form sẽ tập hợp toàn bộ sức mạnh của 13 Undead để dồn vào Royal Strikers, khiến đòn này có uy lực cao hơn. Còn với tập hợp từ 3 Rider còn lại là Heart, Diamond, Club, Space, Sage và Space King, Play King Form sẽ tập hợp sức mạnh nguyên tố khi di chuyển xuyên qua các lá bài và tung ra một nhát chém four card. Và ngoài ra thì còn nhiều đòn tất sát khác. Nếu theo luật chơi bài poker thì ta sẽ có những đòn như sau. Dù mạnh mẽ đến nỗi anh thập cũng phải tàn hình, nhưng Play King Form vẫn sở hữu những khuyết điểm khá đặc trưng. Đầu tiên thì đây là một hình dạng đặc biệt được tạo ra nhờ sự tương thích cực kỳ cao của Kenzaki. Việc dung hợp với 13 Undead sẽ khiến cậu ta dần trở thành một Undead với những dấu hiệu đầu tiên là rút cạn sức lực và gây ra những cơn buồn ngủ cho Kenzaki. Tiếp theo đó thì chiến đấu ở một thời gian dài, Kamen Rider Play King Form sẽ trở nên mất tự chủ và tham gia vào hội người nghiện. Khi phá vỡ giới hạn thì Blade sẽ trở thành một Joker Undead, hình dạng mà chúng ta sẽ tìm hiểu
ở phần tiếp theo của video này. Một biến thể khác của Kenzaki Kazuma ở đa vũ trụ đã cho thấy rằng khi kiểm soát được King Form, Kenzaki chỉ cần thao tác Henshin cơ bản, tên ta cũng có thể truy cập vào hình dạng này, thậm chí có được khả năng thao túng sức mạnh của các rau cạc theo ý thích của mình. Một điều thú vị thì các bản sao được tạo ra từ Gemini Rose cạc của Garden cũng có thể lên được King Form, và như đã nói ở một số video khác thì Play chỉ cần đứng gần Kamen Rider Decay Complete Strongest Version, tên ta cũng có thể đạt được King Form. Và đây sẽ là phần dành cho những ai cảm thấy thương xót khi Kenzaki trở thành Joker Death. What if nếu Kenzaki Kazuma không đủ tương thích để dung hợp với 13 anh Death thì Play vẫn sẽ đạt được King Form. Tuy nhiên là theo lý thuyết của Brock, anh ta sẽ hợp thể với Category King giống như Garen và Linko. Vậy thì đây sẽ là hình dạng King Form mà chúng ta được biết đến. Đố bạn tìm 5 điểm khác nhau. Và dĩ nhiên nếu chỉ dung hợp với Caucasus anh Death thì King Form của Play sẽ có sức mạnh và khả năng kém hơn một chút, nhưng có thể nó sẽ hoàn toàn healthy và balance cho Kenzaki. Tuy nhiên chưa chắc bi kịch sẽ không diễn ra. Đây là sự tiến hóa nhờ vào King of Space, Caucasus Undead, aka King, và khớ này là một Undead cực kỳ mạnh mẽ. Từ kỹ năng chiến đấu đến các kỹ thuật đặc biệt đều thuộc hàng top trong TV series này. Caucasus Undead đã dễ dàng áp đảo Play, thậm chí cướp hết toàn bộ khè của anh ta mà không tốn đến một giọt mồ hôi. Ngoài ra, King còn sở hữu khả năng điều khiển các Undead khác. Vì thế, những lời trăn trối cuối cùng của gã này trước khi bị phong ấn hoàn toàn ở cơ sở. Nếu Kamen Rider Play không đủ tương thích thì rất có thể Kenzaki sẽ bị chính King kiểm soát và tha hóa trở thành một anti-hero giống như trường hợp của Lingo. Vậy lúc đó Play King Form vẫn sẽ trở nên nghiện mà thôi. Mà kể cả khi có vượt qua được sự kiểm soát của Caucasus Undead thì với King Form lạnh tính này, nhóm Rider sẽ mất đi một át chủ bài để lật ngược tình huống. Trong trường hợp Hajime aka Joker Undead chiến thắng Battle Royale 5, và nếu Hajime bị phong ấn, người mà ta nên thương xót sẽ là Amane thay vì Kenzaki. Vậy đây có phải là một cái kết khá buồn trong TV series hay không? Lưu ý đây chỉ là giả thuyết thôi. Nhưng ở dòng thời gian của Mission A, chúng ta đã lần đầu tiên được chứng kiến King Form đặc biệt của Kamen Rider Play debut trước khán giả Nhật Bản ra rạp vào thời điểm đó, trước khi xuất hiện trên TV series. Và rất may mắn là ở thực tại này không đề cập đến chi tiết Kenzaki bị Joker hóa khi dung hợp với 13 Undead, nên rất có thể hiệu ứng này vốn không tồn tại ở dòng thời gian này, và Kamen Rider Play của Mission A hoàn toàn có thể tự ý sử dụng sức mạnh của King Form mà vẫn có thể sống khỏe mạnh như một con người bình thường. Joker Form Joker. Chắc bạn cũng đã biết rồi, do Kenzaki đã cố tình sử dụng hiệu ứng của King Form biến đổi bản thân mình thành một Joker Undead. Phiên bản Joker của Kenzaki chưa bao giờ được xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, lại có nhiều phiên bản khác nhau xuất hiện ở các tác phẩm khác nhau. Trong SAC Hero Saga Day After Tomorrow, Joker Kenzaki xuất hiện với ngoại hình giống hệt với Black Joker của Hajime. Điều khác biệt duy nhất là anh ta sở hữu vũ khí chiến đấu của Caucasus Undead. Tuy nhiên, ở Light Novel Kamen Rider Play, Joker Kenzaki lại có hình dạng tương tự như một phiên bản sơn lại của Caucasus Undead và Beetle Undead. Rất may mắn là chúng ta đã có dịp được thấy tạo hình khá đẹp của Joker Kenzaki trên bản vẽ của cố nghệ sĩ Yasushi Nirasawa, cha đẻ của tạo hình của các Kaijin như chủng Undead, Worm và Imagine. Khi trở thành Joker, về mặt vật lý, Kenzaki đã trở nên bất tử, aka không bao giờ chết. Máu của anh ta lúc này có màu xanh lá. Tuy nhiên, Kenzaki cho thấy rằng anh ta có thể hoàn toàn khống chế bản thân mình, aka bản năng của Joker, chứ không trở nên cuồng loạn như Hajime. Kenzaki cũng sở hữu một Joker Roser, cho nên anh ta có thể giả định thành hình dạng của các Undead khác và sử dụng sức mạnh của chúng. Và với khả năng của Undead, Kenzaki có thể triệu tập được Clay Buckle bằng ý chí của bản thân, song cũng có khả năng cảm nhận được sự tồn tại của các Undead khác hoặc bất cứ kẻ nào sử dụng sức mạnh của các Undead. Và khi điều này xảy ra, Kenzaki sẽ bị thu hút bởi dấu hiệu của những Undead. Ngoài ra, điểm chung của các Joker chính là sở hữu khả năng tự ý phong ấn các Undead khác mà không cần đến Rider System hoặc phiến đá Monolith. Nếu Kenzaki là Undead duy nhất trên thế giới thì thế giới đó sẽ bị diệt vong. Đó là luật chơi của Battle 5. Ngoài ra, trong thử thách Kamen Rider Play, hình dạng Joker của Kenzaki đã dung hợp với phiến đá Monolith Master và trở thành một Undead khổng lồ màu đen cực kỳ cuồng bạo và mạnh mẽ. Ngoài ra, sức mạnh của Joker cũng có thể bị phong ấn bởi Another Play. Alloy Rider. Bằng cách sử dụng Gold Rider khạc từ Hojo Emu, Kamen Rider Play có thể chuyển đổi thành hình dạng của Aoi Rider, một chiến binh màu xanh thuộc Kamen Sentai Gold Rider. Đây là sự kết hợp từ sức mạnh của Super Sentai siêu chiến đội và hiệp sĩ mặt nạ Kamen Rider với ngoại hình của Kamen Rider Ichigo nhưng có màu xanh dương, và phần áo choàng được lấy cảm hứng từ Akaranger. Aoi Rider có thể kết hợp cùng các Gold Rider khác để tung ra tất sát Rider Hurricane và Gold Rider Bazooka, hoặc hỗ trợ cho Akaranger tung ra một cú đá tất sát cực kỳ mạnh mẽ.
Và ok, Arrow Rider đã khép lại bộ sưu tập của TBT News chúng mình về cách hình dạng của Kamen Rider Play-Doh aka Kenzaki Kazuma. Nếu anh em thấy hay, đừng quên nhấn like, share, subscribe để ủng hộ TBT News ở những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại. Thanks for watching and see you.